Bạn sẽ vào phần hiệu ứng để thay đổi chữ cho màu sang màu đỏ, kéo chữ lại gần, giảm khoảng cách để hoàn thành hiệu ứng chữ hoạt hình. Ngoài phông Stay Cowboy thì bạn có thể tham khảo phông Bevan và phông Bungi. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để viết chữ với hiệu ứng chữ hoạt hình trên Canva. Chữ này thì có rất là nhiều màu sắc cho nên là mình sẽ chọn một cái nền mà sáng màu và có màu nhạt một chút. Đây, ví dụ mình chọn nền màu hồng này. Rồi, chúng ta sẽ cho kéo to ra để choán cả bức hình. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ viết một chữ lên đây, đó là chữ hoạt hình. Thì trước tiên mình cứ viết chữ này ra đã. Sau đó thì mình sẽ chọn phông chữ, là các bạn vào ô tìm kiếm đánh cho mình là Space Cowboy. Space thôi là nó đã ra rồi. Đây chính là kiểu chữ này. Rồi và mình cho to lên. Đấy, mình sẽ chỉnh sửa ở trên chữ này. Mình tạm thời để ở đây nhé. Rồi và chúng ta sẽ nhân đôi. Mình sẽ xóa hết các cái chữ đi, chỉ để lại một ký tự thôi. Chúng ta sẽ kiểu chữ này thì sẽ phải viết từng, sẽ phải chỉnh sửa từng ký tự một. Rồi trước tiên là mình cho to chữ H này lên. Mình sẽ chọn màu chữ cho chữ này là chữ màu màu có màu khá là giống với màu nền. Đây là sử mình chọn màu da cam này. Ok, sau đó các bạn vào phần hiệu ứng. Chọn hiệu ứng là đổ bóng. Thì các bạn sẽ thấy là nó tạo nên một cái đường viền rồi. Thì phần di chuyển này chúng ta sẽ kéo về không để cho cái bóng ở bên trong nó hoàn toàn nằm vào bên trong của chữ, nằm ở bên trong đường viền. Và khi đã chọn di chuyển về không rồi thì cái hướng này nó sẽ không còn quan trọng nữa. Đấy, dù bạn để như nào thì nó cũng vẫn, thì nó cũng không còn, nó không ảnh hưởng đến chữ. Chúng ta vào phần màu và chọn màu cho chữ. Thì mình sẽ chọn màu xanh, xanh lá cây. Mình sẽ đi theo một cái từng chữ này mình sẽ đi theo một cái màu của cầu vồng là xanh đỏ tím vàng, hồng nâu đen trắng đấy. Và chữ H này rồi tiếp theo mình sẽ độ dày này mình sẽ giảm đi. Độ dày này giảm đi một chút để nó không bị, tức là lố quá. Rồi chúng ta tiếp nhân đôi chữ H lên và sau đó đánh vào là chữ O. Và mình ở đây thì mình chỉ cần thay đổi màu thôi, còn các cái thông số khác là mình giữ nguyên, vì chữ H là mình nhân đôi nên là các thông số mình giữ nguyên và chỉ cần thay đổi màu. Thì mình sẽ chọn là màu đỏ và vào lại phần hiệu ứng để sửa cái màu đỏ này nhạt hơn một chút. Rồi ok, tiếp theo mình tiếp tục nhân đôi chữ O và đánh thành chữ A. A này thì mình sẽ đánh luôn cả dấu chấm, dấu nặng ở bên dưới. Đấy. Rồi vậy mình vào tiếp hiệu ứng để thay đổi màu. Mình chọn màu tím. Và các bạn có thể kích lại để thay đổi để màu, để nó cập nhật ý, và thay đổi màu. Rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ đánh chữ T bằng cách là mình nhân đôi chữ A này lên, xóa chữ A đi và đánh lại chữ T vào, là mình đã được chữ hoạt rồi. Sẽ đổi màu cho chữ T này thành màu vàng. Đấy, nó sẽ lưu lại cái màu ở lần trước ý, nên là các bạn phải kích lại một lần nữa để đổi màu cho nó. Rồi, đấy, màu vàng này khá là nổi đúng không? Mình sẽ sắp xếp lại các chữ này, kéo các chữ lại gần với nhau hơn thì cái hiệu ứng nó sẽ tốt hơn và tạo độ nghiêng cho từng chữ để sinh động hơn. Rồi, tiếp theo và đến chữ hình thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Để nhanh chóng thì mình sẽ nhân đôi chữ H này và kéo sang. Rồi và mình nhân đôi tiếp để viết chữ Y.
và chữ viết chữ N. Còn chữ H thì chúng ta tiếp tục nhân đôi ở đây. Đấy, chúng ta sẽ phải luyện các thao tác để có thể thiết kế một cách nhanh nhất. Bằng cách là cái gì nhân đôi được thì các bạn cứ nhân đôi. Rồi, và mình thay đổi chữ Y này thì phải viết cả dấu huyền vào. Rồi, và mình thay đổi cả màu sắc theo đúng quy luật là của màu cầu vồng, xanh đỏ, tím vàng, hồng, nâu. Chữ Y này màu nâu thì các bạn vào chọn màu da cam và sau đó kéo xuống, chọn cái sắc thái đậm nhất của màu da cam thì nó sẽ ra một màu nâu rất là đẹp. Và chữ N, ở chữ N này thì mình thay vì để màu đen thì mình sẽ quay lại là để màu xanh và sau đó đến màu đỏ. Đấy, và chữ H này mình sẽ để màu đỏ giống như là chữ O. Ok, và sau đó mình cũng sắp xếp lại, chỉnh lại các độ nghiêng để chữ nó được sinh động hơn. Vậy là mình đã hoàn thành xong kiểu chữ hoạt hình rồi. Tuy nhiên thì phông chữ Space Cowboy này thì nó không phải là một phông Việt hóa hoàn toàn vì nó vẫn gặp các lỗi. Vì thế mà mình muốn giới thiệu với các bạn hai phông chữ khác. Ví dụ đây là phông chữ Bevan, là một phông chữ Việt hóa hoàn toàn, và đây là phông chữ Begin. Thì với hai phông chữ này thì các bạn hoàn toàn là có thể viết thoải mái bằng tiếng Việt mà không sợ bị lỗi. Đây mình sẽ viết một cái phần ghi chú này ra, đó là có 3 phông chữ mà các bạn có thể dùng để làm cái hiệu ứng chữ này. Và nó phải đảm bảo là phông chữ đó, chữ nó to, chữ nó tròn và to. Thì với phông Space Cowboy này là cái phông mà mình ưa thích nhất, vì trông nó thực sự là ngộ nghĩnh và có được cái sức hoạt hình thực sự. Tuy nhiên thì nó lại bị lỗi khi mà viết dấu hỏi và dấu nặng. Và nó một lỗi nữa, đó là nó lỗi khi mà viết các cái nguyên âm là ư, ô và ơ. Đấy, thì nên là nếu mà khi bạn viết mà nó gặp phải các lỗi này, các chữ của bạn nó có những cái thành phần này, thì bạn sẽ phải đưa ra một cái phương án thứ hai là dùng hai phông khác, là phông Bevan và phông Bungi. Thì hai phông này Việt hóa hoàn toàn và bạn có thể viết mà không sợ lỗi gì cả. Đó, thì đó là một vài cái lưu ý mà mình muốn dành cho các bạn. Và bây giờ thì mình muốn kể một chút, dành một phút để kể câu chuyện của mình. Đó là mình đã ứng dụng chữ này để thiết kế ảnh bìa fanpage và in cả băng rôn quảng cáo cho một chương trình. Chính xác hơn thì là từ việc thiết kế chữ cho chương trình đó thì mình đã nghĩ ra cách để làm kiểu chữ này. Đây chính là cover ảnh bìa fanpage mà mình đã làm. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Đây, ảnh bìa Facebook đây. Và đây là cái băng rôn sau khi in ra và treo lên thì trông nó như thế này. Và rõ ràng là Canva có thể làm được rất là nhiều thứ. Và chúc các bạn thành công với kiểu chữ hoạt hình.